khán giả cho biết là gia đình khán giả có đang trồng sắn nghệ và hiện thì vườn đã làm đất và trồng cây. Khán giả hỏi là bây giờ tôi muốn phun thuốc trừ cỏ lên cây có được hay không, thưa chuyên gia Đinh Văn Đức ạ? Dạ vâng, thưa anh Bảy, đối với cái vườn sắn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng rừng thuốc trừ cỏ được, nhưng mà anh phải nên chọn thuốc. Cái thuốc đó người ta ghi rất là thuốc để sử dụng trừ cỏ trên vườn sắn thì chúng ta mới dùng được. Đấy là một. Thứ hai nữa là đáng lẽ tức là trước khi trồng sắn, khi làm đất xong rồi thì chúng ta nên phun thuốc để mà diệt cái cỏ, tức là phun thuốc diệt cỏ sau nảy mầm, tức là khi mà cỏ nó nảy mầm lên cái thì nó gặp thuốc và nó tiêu diệt ngay. Và sau đó, sau phun thuốc đó khoảng 15 ngày sau thì chúng ta phải tiến hành trồng sắn. Thì và thời gian từ khi trồng đến khi sắn mọc mầm lên thì cũng mất khoảng thời gian như vậy nữa, tức là 15 ngày, khoảng 15 20 ngày thì như thế lúc bây giờ nó mới lên mầm, thì lúc bây giờ nó sẽ tránh được cái tác hại của thuốc trừ cỏ. Nhưng còn trường hợp thứ hai tức là nếu bây giờ sắn đã mọc mầm lên rồi thì chúng ta vẫn dùng thuốc được, tức là đã lên cây rồi thì chúng ta vẫn trồng được. Nhưng mà theo tôi nghĩ tức là đối với ở Thái Nguyên hiện nay thì đối với vụ sắn của chúng ta thì bây giờ mới bắt đầu trồng thôi, chứ chưa cây chưa mọc. Chứ còn giả sử như là cây đã mọc lên cao rồi thì chúng ta cần phải chú ý tức là khi phun thuốc vẫn phải có cái máng che phía trên. Dù được cái thuốc chúng ta đã chọn được thuốc đúng rồi đấy, nhưng mà khi phun chúng ta vẫn phải dùng cái máng che để làm gì? Tránh nước thuốc nó phun lên. Một, thứ hai là chúng ta phun nó bây giờ là gặp gió là một này. Thứ hai nữa là vòi nó đã phun rộng ra như thế thì nó có thể té lên, nó vào cây sắn non hoặc nó vào trên lá cây sắn, nó sẽ gây hiện tượng cháy lá. Vì thế cho nên là tốt nhất là chúng ta phải dùng cái máng đó chúng ta mới sử dụng. Còn thời kỳ cây nhỏ thế này thì theo tôi nghĩ tức là nó mới mọc mầm ấy thì chắc là cỏ dại, chúng ta vừa làm đất kỹ rồi thì bây giờ cỏ dại nó nên chưa nhiều, thì chúng ta tốt nhất tức là chúng ta nên diệt cỏ bằng tay. Khi mầm nó mới, cỏ nó mới nhú lên, chúng ta làm diệt cỏ bằng tay, chúng ta diệt sớm như vậy thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Chứ còn không nên lạm dụng đến thuốc trừ cỏ nhiều, bởi vì chúng ta biết tức là bất cứ một loại thuốc gì, thuốc trừ cỏ nào đi chăng nữa, dù có chọn lọc kiểu gì đi chăng nữa thì đều có ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đất, đều có ảnh hưởng đến cái sinh trưởng của cây trồng. Vì thế cho nên là không nên lạm dụng thuốc trừ cỏ đối với lại trong canh tác hiện nay. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Đức với những tư vấn hữu ích vừa rồi.